Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình có cây linh sam siêu hoa. Đó, hoa nó đang này, nó đang nở lay rai đó các bạn. Thì linh sam thì nó nở vào ban đêm á. Khoảng lúc gần sáng là cỡ 4 5 giờ là nở rộ á. Là lúc đó là mình thức dậy khoảng 5 giờ tập thể dục rồi là nó rất là thơm. Cái mùi thơm của nó rất là dễ chịu các bạn, nó trầm nhưng mà nó rất là dễ chịu, nó rất thoải mái. Và nó tàn lúc khoảng cỡ 10 giờ đổ lên, lúc đó nắng rất là tàn rồi. Nên là nó rộ từ lúc mà tối, hiện giờ nó đang búp nè. Sáng là nó nở. Đến 10 giờ nắng gắt thì nó tàn lây ra. Đây là cây linh sam thác đổ. Thác đổ dòng siêu hoa luôn. Mình thích dòng siêu hoa tại vì nó phát triển mau lớn nè, hoa nó thơm, hoa nó đẹp và nó lại đẻ chèo rất là nhiều để chúng ta uống mau thành phẩm. Một cái cây mọc ra một cái nhánh nó sẽ đẻ ra những nhánh con rất là nhiều để các bạn uống nắng nó không mau thành phẩm. Đấy các bạn. Đó, búp rất là nhiều luôn. Đây nè. Thì xử lý ra hoa trên cái cây này thì cũng đơn giản thôi các bạn. Thì mình sẽ cắt nước, không? Đối với những cây mà tốt đó nha, mình hả cho ra hoa, chứ những cây còi còi mình cho ra hoa nó yếu, nó chết, nó bỏ chi. Mình ví dụ như cây này hiện tại mình vừa cắt nó ra, đọt non rất là nhiều nè. Đến đây thì mình sẽ cắt nước từ từ để nó chuyển qua cái giai đoạn này là nó mang hoa. Thì nó phải, các bạn cắt nước cho cái lá nó vừa héo nhẹ lại. Đừng cho nó khô quá, nó khô nó chết à. Nó vừa héo nhẹ lại rồi chúng ta tưới nước lại một ít cho nó tỉnh cây lại đó. Đó. Ví dụ nếu mà chúng ta cứ để cho cái chậu nó khô nước và cái cây nó hơi héo nhẹ lại. Cây linh sam thì héo, các bạn tưới nước là nó tỉnh lại chứ nó không có chết. Đối với cây thường chậu, chúng ta tưới nhẹ cho tỉnh lại, chúng ta làm đôi ba lần vậy đó là tự động cái đọt non của nó không ra nữa mà nó sừng lại và nó chuẩn bị nó mang nụ á. Đó. Thì những cây mà để hoa thì các bạn nên làm cho nó sung đi rồi chúng ta cho ra hoa. Nó hoa xong chúng ta cắt vô cái dáng nó lại. Còn những cây mà đang yếu yếu anh em đè sức nó không có sống đã khó mà cho nó đẻ cho nó nở hoa nữa nó mất sức rất là nhiều. Cây này đang nuôi nên mới hẳn về do bận với thấy trời mưa mấy đám cũng không tưới nên nó hơi khô. Cái này nó ra bông luôn. Tại vì cây đang nuôi thì mình ít để bông lắm nè. Chủ yếu là nuôi cho nó lớn cốt cành trước đi. Này các bạn thấy không? Đó, nó dài tới đây luôn á. Cây này tán rộng dài lắm, nhiều lắm. Đó, mình còn một cây nữa. Cây này cũng nó trên cao nó phát triển mạnh nên cắt tỉa thường đang nuôi dưới này. Mấy cây này do nó dài nó khó vận chuyển nên mình còn để lại chơi, chứ mấy cây còn gọn là bán hết rồi. Còn có mấy cây to đóng thùng khó mình để lại này. Rồi, cây linh sam siêu hoa quái này nè, rất đẹp nè, co rất đã luôn. Mấy cây này khá là to nên để uống luôn chứ đóng cái thùng quá nặng này. Rồi cho anh em coi cái mai mình xíu nha. Cái mai này mình bón phân vài lần bỏ luôn á. Búp nó nè. Nó nở lén được mấy chùm hoa nè. Nó bắn được dài thòn luôn nè. Rồi cảm ơn tất cả các anh em nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.